Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị, các bạn đang theo dõi trên kênh Lo Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú, anh chị, bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và đây là cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Bữa trước mình qua đây thì quay hai chiếc đồng hồ. Vì lát nữa mình sẽ thanh toán tiền nhá. Đó, trước khi quay đồng hồ thì cô chú, anh chị, các bạn có thể quan sát là rất là nhiều nhẫn đá quý, dây chuyền, kim cương. Đấy, thì trước mắt anh chị em đây là hai chiếc đồng hồ, một chiếc Rolex, một chiếc Rado. Hai chiếc đều sản xuất tại Thụy Sĩ. Một chiếc thì 139 triệu và một chiếc thì 18 triệu. Cái này thì bữa trước mình quay nhá, có anh ở Hà Nội anh lấy, thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú anh chị bạn cùng di chuyển vào quầy thanh toán tiền. Sau đó thì mình sẽ ra quay nhẫn kim cương đá quý cho cô chú anh chị bạn. Đấy, chiếc này là 18 triệu này. Một con đồng hồ bán hạn chế. Và đây là con Rolex. Tình trạng là đẹp 99%. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng di chuyển vào cái quầy. Mình thanh toán tiền. Sau đó thì tiệm này sẽ viết cho cái giấy nhá. Giấy thì giấy bảo hành của tiệm và giá tiền. Quý khách hàng nhận được đồng hồ, nhận luôn cả hóa đơn nữa. Anh chị em có thể quan sát là hai chiếc đồng hồ rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ thanh toán tiền. Sau đó thì quay ra để tiếp tục quay cho cô chú anh chị bạn những món đồ nữ trang như là dây chuyền, nhẫn kim cương đá quý. Thì cô chú anh chị các bạn cùng chờ đợi trong 1-2 phút nhé. Mình sẽ thanh toán tiền, sau đó thì tiếp tục thực hiện cái video này và báo giá về tay. Anh chị em cùng chờ đợi trong giây lát. Đây, anh em có thể thấy đây là tiền Nhật nhé. Tiền Nhật thì cái mệnh giá này là lớn nhất tại Nhật. Đấy, tiền cắt tông rất là đẹp luôn. Chất liệu cắt tông rất là đẹp. Tờ này là mệnh giá lớn nhất tại Nhật nhé. Có lúc cao điểm thì tờ này nó lên đến 2 triệu 7, 2 triệu 8 một tờ. Hiện tại bây giờ nó loanh quanh khoảng 1 triệu 7, 1 triệu 8 tùy theo. Tại vì bọn mình làm bên đây thì mua theo giá chợ đen mà. Hôm nào mà hàng nó hiếm thì mua đến 18, mà hôm nào mà hàng nó bình thường thì lại mua đến 175. Đây là cái hộp nhé, cái hộp của đồng hồ Rolex. Thì cái hộp này thì hộp của tiệm nhé, hộp của cửa hàng thôi nhé. Hai con đồng hồ Rado cũng thế, thì hàng nó, cửa tiệm nó sẽ cho hai chiếc hộp bên ngoài thôi, chứ còn những đồng hồ này nó không có theo hộp, không còn hộp nhé. ね、10枚ずつの束にしてもらっていい？わかりました。 10枚です。はい。うん。ではね、こちらのね、お知らせのお渡しになります。はい。ご来館いただきまして、誠にありがとうございます。本日、当館税務局近くなな85、80、5、5、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109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 、107、
Vâng, sau khi mà thanh toán xong đồng hồ thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một chiếc nhẫn và một sợi dây. Cái này thì mình vừa cũng đã thanh toán tiền xong nhé. Vừa đã thanh toán tiền xong, ngay bây giờ quay cho cô chú anh chị các bạn. Anh chị em nào yêu thích dòng nhẫn kim cương đá quý thì nhanh chóng chụp lại để tặng những người thân yêu. Một chiếc nhẫn và một sợi dây của bạn nữ trong tình trạng rất đẹp, hàng đã qua sử dụng nhé.
Đây là cái giấy chứng nhận của Viện Nghiên cứu Đá Quý Nhật Bản. Chứng nhận là kim cương tự nhiên thì chị em nhé. Chứng nhận là kim cương tự nhiên. Đấy, và cái chất liệu của nó là bạch kim chị em nhé. PT900. Đấy, đây là ảnh của cái nhẫn này mà cái bên kiểm định người ta đã chụp. Cái thẻ này thì kèm theo luôn nhé. Kèm theo luôn. Anh chị em tập trung vào màn hình để quan sát một chiếc nhẫn này. Kiểu dáng của nó rất là độc nhé. Rất là độc lạ. Cái lối đánh của nó rất là độc lạ. Anh chị em có thể quan sát. Và cái dòng bạch kim thì luôn luôn sáng. Sáng và rất là cứng nhé. Trên đây thì được đính một viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết nhé. Quay rất kỹ cái cặp này. Sau đó thì mình báo giá về tay. Các bác nào quan tâm thì chụp lại nhé. Đấy, anh em có thể quan sát là một chiếc nhẫn rất là sáng nhé. Chiếc nhẫn dành cho bạn nữ rất là sáng. Chất liệu nó là bạch kim. Bạch kim nó khác với lại vàng trắng. Tức là nó sẽ cứng hơn và sáng hơn. Vàng thì nó mềm. Đấy, và để chế tác được bạch kim thì luôn luôn khó. Khó hơn là vàng trắng. Khó hơn là vàng 18 nhé anh chị em nhé. Đấy, cô chú anh chị các bạn có thể quan sát. Đây là chiếc nhẫn này. Cái lòng trong của chiếc nhẫn thì mình cố gắng là đo để anh em về đeo cái là vừa tay luôn nhá. Bạn nào, bạn nữ nào có bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh thì đây là một cái nhẫn vừa tay luôn. Đấy, mình đo cái lòng trong của nó thì cô chú chị các bạn có thể quan sát. Đo cái vị trí này nó hơi khó nhá. Mình sẽ tính ở cái vị trí khác đây. Đây. Từ số 3 qua số 2 nhá. Tức là nó là 16 nhá. Lòng trong nó là 16mm. Các bác có thể quan sát là lòng trong là 16mm. Cái này thì phù hợp cho bác nào, bạn nào có bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh thì đẹp. Thẻ kiểm định nhẫn rất là sáng và đẹp. Một viên kim cương rất là tuyệt vời. Và đặc biệt giá tiền của bộ này cũng rất tốt để anh em mua sắm nhé. À, đây là chiếc nhẫn. Ngay bây giờ thì mình sẽ quay cái sợi dây. Sau đó thì mình báo giá về tay luôn. Cả một bộ này thì anh chị em nào chơi trong tầm tiền vừa phải này. Cái này nó cũng là bạch kim nhé. Và cũng đây anh chị em có thể quan sát ảnh chụp của mặt dây. Và cũng là kim cương tự nhiên. Cũng là bạch kim nhé. PT900. Đây là giấy kiểm định của Nhật Bản. À, thì trước mắt anh chị em là một cái sợi dây và một chiếc nhẫn vô cùng tuyệt vời để anh chị em mua sắm để tặng những người thân yêu. Hàng đã qua sử dụng nhé. Nhưng mà trong tình trạng rất đẹp. À, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cái sợi dây này để anh chị em tiện bề trong việc mua sắm nhé. Một sợi dây bạch kim và được đính một viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh. Và cái mặt này anh chị em có thể quan sát này, cái lối đánh của nó nhìn rất là nữ tính nhé. À, lối đánh nhìn rất là nữ tính và tinh tế, đẹp, sáng, đẹp và sáng, cơ bản nhất là sáng. Nó nhỏ xíu như này nhưng mà nó vẫn còn đầy đủ các tên, tuổi, số, những cái kích thước anh chị em nhé. Đấy, một cái sợi dây và một chiếc nhẫn vô cùng tuyệt vời. Cái khóa này còn nó cũng thế này, anh chị em thấy là rất là tinh tế luôn. Nhỏ chỉ bằng hạt gạo thôi nhưng mà đầy đủ thông tin. PT900 bạch kim. Đằng sau này được đính thêm mấy viên đá nữa nhé. Đấy, sợi dây này trên cổ một bạn nữ thì vô cùng tuyệt vời. Sợi dây này dài là 40,5 cm. Lát nữa mình sẽ đo cụ thể nhé. Lát nữa mình sẽ đo cụ thể chi tiết số đo. Đây, bây giờ mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm nhé. Mình sẽ kéo thước ra sau đó thì đo. Vừa nãy trước khi quay thì mình đã đo được là 40,5. Bây giờ quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn để anh chị em có cái nhìn tổng quan nhất. Đây là chiều dài của sợi dây là 40,5 cm. Một cái xu hướng bây giờ người ta không đeo dài đấy anh chị em nhé. Người ta đeo ngắn ngắn 40,5. Bộ này về tay là 26 triệu nhé. 26 triệu bao ship. Một dây và một nhẫn. Cả một bộ là 26 triệu. Cái này là của một người anh chị em nhé. Của một người người ta mang bán lại tiệm đồ cũ. Mình vừa gặp cái thì thanh toán tiền luôn. Đây. Trước mắt cô chú chứ bạn là một sợi dây này. Và một cái nhẫn. Dành cho bạn nữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì đây là một cái bộ nữ trang vô cùng tuyệt vời.
26 triệu là giá về tay, gồm một dây và một nhẫn. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú, anh chị, các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.